Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm là giải pháp hỗ trợ mang thai hiệu quả và an toàn nhất. Tỷ lệ thành công từ thụ tinh ống nghiệm khoảng 40-50%. Rõ ràng, tâm lý của bất kỳ ai cũng mong muốn mình sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên, niềm vui tới sớm nhất, đồng thời giữ sức khỏe cho mẹ tốt nhất. Cũng chính vì điều này, vợ chồng và gia đình đặc biệt quan tâm đến những điều cần chuẩn bị trước khi làm thụ tinh ống nghiệm, cũng như ăn gì trước khi làm thụ tinh ống nghiệm. Xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ và khoa học là điều tiên quyết giúp nâng cao sức khỏe trước khi làm thụ tinh ống nghiệm. Đối với người phụ nữ, chất lượng trứng và niêm mạc tử cung quyết định đến 60% sự thành công của thụ tinh ống nghiệm. Chính vì vậy, việc chuẩn bị trước khi làm thụ tinh ống nghiệm là cung cấp đầy đủ nguồn dưỡng chất là điều thiết yếu. Theo các chuyên gia, những loại dưỡng chất cần cung cấp cho cơ thể mẹ bao gồm vitamin E, acid folic, kẽm, myo-inositol, sắt, canxi, protein. Sau đây là những loại thực phẩm cụ thể giải đáp cho thắc mắc ăn gì trước khi làm thụ tinh ống nghiệm. 1. Ăn nhiều trái cây, rau xanh, rau củ. Đây là nguồn cung cấp rất nhiều loại dưỡng chất mà đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không gây ra các tác dụng phụ. Các loại rau xanh như cải xoăn, cải bó xôi, bông cải xanh, măng tây có nhiều chất xơ axit folic làm tăng nội tiết tố nữ rất tốt. Các loại trái cây tươi như bơ, ổi, cam, chuối giàu dinh dưỡng, vitamin không chỉ giúp đẹp da chống lão hóa mà còn hỗ trợ cân bằng nội tiết tố. Mẹ có thể chế biến theo nhiều kiểu khác nhau để kích thích vị giác. 2. Nguồn protein từ cá, thịt. Ăn gì trước khi làm thụ tinh ống nghiệm? Nguồn dinh dưỡng từ động vật mà người vợ nên sử dụng cũng vô cùng đa dạng, cụ thể như thịt cá chép, cá hồi, thịt bò, thịt ức gà, thịt cừu, hàu. Đặc biệt, các loại thịt gia cầm trắng như ức gà, gà tây trắng rất giàu protein mà lại ít chất béo. Thêm vào đó, nguồn vitamin B3 niacin có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các hormone giới tính. Nếu thiếu hụt dinh dưỡng này, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. 3. Các loại hạt dinh dưỡng. Các loại hạt dinh dưỡng cần bổ sung cho mẹ trước khi thụ tinh ống nghiệm như đậu phộng, đậu Hà Lan, đậu đen, vừng, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, mắc ca, hạt lanh. Hạt lanh có chứa hormone cân bằng lignan và kích thích tiết tố nữ. Việc tăng cường nội tiết tố nữ là điều quan trọng điều chỉnh sử dụng trứng. 4. Uống nhiều nước. Cùng với chuyện ăn gì trước khi làm thụ tinh ống nghiệm thì việc bổ sung nước hay uống nhiều nước hơn là điều cần thiết. Có thể lựa chọn nước lọc, sữa hay các loại nước ép như cà rốt, nước cam, bưởi. Hy vọng với những chia sẻ trên đã đem đến cho các bạn thêm thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những người đang quan tâm đến việc thụ tinh ống nghiệm. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và cùng theo dõi những thông tin hữu ích khác nhé!